Đây các bác ơi, đây là nối lên chùa chính, chùa Bái Đính này. Đây tôi đang ở chùa Bái Đính rồi nhá. Thì khi nào các bác nào muốn đi chùa Bái Đính thì cứ đi Tràng An, Ninh Bình. Thì Ninh Bình thì chùa thì nó rất là đường, nó rất là dễ đi. Và các bác, một là các bác đi xe điện lên chùa cổ, và hai là các bác đi bộ lên chùa chính thì cái đường đi bộ lên chùa chính nó rất là gần. Thì các bác đi bộ thôi nếu mà đi chùa chính đi du lịch. Còn muốn đi lễ, đi thắp hương mà cầu khấn ấy, thì nên chùa chính, chùa cổ. Thì chùa cổ nó có hàng nghìn năm thì nó rất là linh thiêng. Thì tới tí nữa tôi lên chùa chính trước xong em về chùa cổ. Đây là vòng. Đây là vòng tôi cầm đi đây. Vòng tôi cầm đi. Tí nữa tôi sẽ làm lễ cầu khấn cầu bình an nhá. Đây là chùa Bái Đính nha. Đây là cổng chùa chính, chùa Bái Đính. Đây là đang là nối vào. Đây là một cái gác thư đây. Đây gác Đây anh Vi Berry. Đây sắp rồi. Nào Bê. Nào. Nó khảo đi nha. Đây. Đây. Thôi để đây cũng được, để đây đẹp. Cũng thế. Đứng bên ngoài đâu, đứng thật. Đây, cho quẩn nó vào. Cho đâm sáng xung quanh. Nhà mình đứng đây. Thôi, vâng. Nhà mình quý đứng đây mà lễ. Thôi, không phải quý đâu. Không phải quý đâu. Đứng thôi, còn đứng thắp hương thôi. Đứng chắp tay thôi. Việt Nam Quốc Hải Phòng thành Kiến Thụy huyện Túy Sơn xã Nãi Sơn thôn. Hôm nay tức ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng giặc, ngày mùng 10 tháng giêng Mậu Tuất Nhiên, cơ cánh chúng con Kiến Thụy huyện Túy Sơn xã Nãi Sơn thôn. Nóng bè tạp phúc minh cường. Chúng con này chín phương trời này, mười phương Phật, chư Phật mười phương, chín tám chấp lễ, chấp phái, chấp kêu, chấp cầu các gia các chủ. Hôm nay nhất tâm bán vạn tâm cầu đến cửa Phật để thỉnh Phật độ cho các gia chúng, các gia các bạn sang năm mới Mậu Tuất Nhiên được mạnh khỏe, ba các nhà chín năm đông tai qua nạn khỏi giờ này đem đến điều cũng bỏ đi ban tài ban lộc chân lộc nuôi lộc nạp lộc ăn cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc cầu bình an đắc bình an. Nhà thì phải ra lai não khỏe đi mạnh khỏe bình an, các uống các kiểu ăn hay ăn trống lớn công thành danh toại đỗ đạt thành danh, cầu sao được vậy ước sao nên thế con sám hối. Đây các bác ơi, tôi vừa xin lễ ra thì cũng đang chuẩn bị khóa vàng rồi. Đây này, vừa khấn trong kia kìa, vừa làm lễ trong kia. Bức tượng Phật rất là to, bức tượng Phật giáp vàng đấy.
Đây là cái số vòng mà tôi mang đi lễ bái đính, rồi vừa lễ xong rồi thì bây giờ tôi sẽ mang về nhé. Mang về thì tôi sẽ đánh dấu những cái túi này, tôi đánh dấu lại. Khi nào mà người nào hỏi mua cái vòng mà đi để cầu bình an cho cái vòng này ở bái đính ấy, thì tôi mới bỏ cái vòng này ra, tôi bán cho cái người đấy. Cái người nào xem được clip của tôi ấy thì tôi sẽ bán cho người đấy muốn mua cái vòng cầu bình an, trì chú cầu bình an ở chùa Bái Đính này này, thì tôi sẽ bán. Còn những người nào mà không xem được clip này mà mua hỏi tôi thì tôi sẽ không lấy cái vòng này ra bán cho họ đâu. Vì tôi muốn là vì cái số lượng của nó cũng rất là có hạn thôi. Thế là mang về bán hả? Dạ vâng, cái này thì em cầu đi cầu bình an thôi, mang lên đây để cầu bình an. Vâng, nếu mà người nào mà biết ấy, xem được clip của em ấy thì biết thì muốn mua cái này, mua vòng, tại vì là em thì chuyên về vòng gỗ mà, đồ gỗ thì cũng là muốn là đầu xuân năm mới làm quà cho người ta thôi. Thì họ mua, họ muốn mua. Cái vòng này thì nó là gỗ lưu huyết long ấy. Nếu mà cô mua thì cháu kỷ niệm cho cô một cái. Cháu kỷ niệm luôn cho cô cái rồi mua. Cô đeo nhỏ nhỏ thôi nhỉ. Đây cái này là nhỏ nhất này. Đẹp nhỉ. Cái này là hàng chọn của cháu rồi. Đây cô tháo ra. Cháu ở Hải Phòng. Cháu buộc hai lần đấy. Đấy cô tháo cái dây đấy ra, nó cũng dễ tháo mà. Cái này gỗ này nó rất là thơm và soi đèn nó thấu quang, nó đỏ rực lên. Đây để từ để cho cỡ cho. Chú ấy đính đây, vừa làm lễ xong. Vâng, vừa làm lễ xong, anh đang ở chùa Bái Đính đây. Đâu? Kính biếu. Ừ, vừa với chùa Bái Đính. Phải kính biếu này. Kỷ niệm. Ủa? Không, kỷ niệm cho cái người trông đèn ở chùa Bái Đính một cái vòng. Lễ làm may. Lễ may, đầu xuân. Thôi nhé, thì anh vừa mới đến. Hả? Không bị mưa, mưa bé mà.